các bạn đang đến với kênh người kể chuyện hôm nay chúng ta lại đến với một tác phẩm của nguyễn thị thu huệ với nhan đề rượu cúc ngõ nhỏ dài ngoắt ngoéo lượn cùng một chiếc cống nước sụt sồi quanh năm thỉnh thoảng có rúm bèo tấm trôi vu vơ vài cánh hoa cúc vàng chạy ra từ ống cống của một nhà đó làm cống bỗng như có một dòng sông nhỏ dễ thương hú hồn hú vía rẽ phải quẹo trái chạy thẳng quẹo trái rẽ phải cũng đến được quán chân quê quê ơi là quê quê từ nền gạch cũ lát bậc lên xuống từ góc sân có cái trung nước rất to hình như mới mua 250.000 đồng của một tay chuyên buôn từ mạng ngược, phục vụ miền xuôi. Đang hồi mốt quay về thời đô đá. Từ những bộ bàn ghế tre đích thực, trạm trổ cầu kỳ, đũa tre, nêu đất, các món rau lạc dừng xuống phố, đặc biệt là rượu. Các động thực vật chui hết vào các loại bình to bình bé, như xếp lọ thí nghiệm trong một viện nghiên cứu rượu sông cẩm tắc kè cá ngựa rượu tăm, rượu rắn bao từ các loài dê hoãng nhìn cái thấy ngay đầy chân thật bắt mắt chủ quán không biết uống rượu bắt đầu từ lòng tốt ý thích mai mối giới thiệu thời hiện đại cho người ta nhiều sự lựa chọn nhất là nhu cầu hoài vọng phải uống rượu này sẽ bù bộ phận này uống rượu kia tốt cho vấn đề kia. Bắt đầu là chỉ mua hộ đôi rắn cặp nong cặp nia, còn chăn con trong lòng. Đôi tắc kè, bim bịp da đen mượt, mắt quắc lên đào điên, gây niềm tin, bí hiểm diệu kỳ của một loại thuốc, kích từ trong kích ra, chứ không tương thẳng phũ phang từ ngoài vào như cái giống thuốc Tây tàn bạo. Trần quê có hai mẹ con Mẹ 40, con 16 Mẹ con núng nính mỡ màng lắm Con gái thì mọi thứ bắt đầu cụng cựa Mở ngay một quán rượu mang hương vị Các con vật đang gầm gừ nhảy mũ loạn xạ trong chuồng Phải dùng vũ lực mới thẳng cắn. Rồi thui qua Ngâm ngay vào rượu Hình như rất tanh Biết uống là bổ nhưng là hậm dạo Thế là sinh ra món nhắm Quanh năm có vại chám muối, rồi dưa leo, hoa chuối, dần dần đến các món chiên xảo quyến rũ, gây ra tác động qua lại một cách nhịp nhàng bổ trợ với bình rượu động vật. Rượu sẽ bớt tanh khi có bê non trao, đậu phụ cho mắm tôm đích thực, đặt làm tận hài hậu, con đò màu gạch non. Các món chim, gà rán nướng sẽ bớt phồn thực vì rượu tanh tanh. Thêm vẻ la lạ đôi phần bí hiểm nhưng từ tế của hai mẹ con chủ quán giá cả lại khá người nhà nên chân quê ngày càng đông khách em không thể chịu được mỗi sáng nhìn thấy em bé đeo cặp đi bộ ra đường đầu chúi xuống mày mà kính có dây không sẽ rơi xuống đất trèo lên ô tô bít rồi mà cặp còn kéo ngược em bé lại ngày xưa anh toàn nhét thêm chuyện vào cặp đeo cho nặng mới gây cảm giác mình đến trường. Kinh quá, cô giáo lớp 7 rồi mà còn phê vào vở thăng lớn, chịu khó đọc bài. Nhiều thuật ngữ giờ họ thay đổi như không, đáng gì vai lỗi chính tả. Hôm qua, em còn được cho đến cái cầu trang thứ 18, như một bộ sưu tập. Tập đeo đi em ạ, à, sẽ quen thôi. Em bé bảo mẹ có 18 cái dọ mõm, Hôm nọ sinh nhật cô bé cùng lớp Xin mẹ hai chiếc mang tặng Hôm sau cô bé bảo Bố tớ cảm ơn cậu May hôm qua có cái dọ mõm của cậu Bố tớ đỡ tắc mũi Vì bố tớ vừa bị mất dọ mõm lúc trưa Do treo ở xe máy Để ở nhà xe công ty Đùa thôi Chứ độc hại ngoài đường chạy đến mũi bọn mình Gặp độc hơn Chán quay ra Người ta bảo Nên mua xe đạp mà đi cũng nên Anh định sẽ đi ô tô tháng Ngày nào cũng tắt đường Kể ra không bị nhiều tiếng còi Thì những lúc tắt đường Cũng nghĩ ra nhiều thứ Im lặng Ngoài trời Đang nắng thế bỗng có mưa Chị nhìn ra ô cửa vuông Có mấy thanh gỗ chắn Thấy sao hạt mưa hôm nay vừa tròn Vừa to thế Ngó thêm ra ngoài Rõ ràng là nắng họ ngồi trong một góc khuất nhỏ kề vừa hai ghế một bàn một ô cửa đủ để thấy một khoảng rêu mượt mà ướt át của sân sau một hàng cắt tóc thanh nữ chỉ phục vụ nữ và chủ là những chàng trai khéo đủ mọi chuyện mưa rồi hình như không phải xung quanh đây có nhà tập thể đâu mà có người hát nước Im, anh nghe Và anh nhòi người Rồi ngượng nghịu Bẽn lẽn ngồi xuống Cười vu vơ Rồi cười khủng khục Chị tò mò đẩy chiếc kính cận lên cao hơn sống mũi Nhìn anh âu yếm Chờ đợi Lúc nào ánh mắt và sự chờ đợi Cũng như đợi nghe lời tò tình Anh vẫn cười Chị nhìn ra Ánh mắt ấm áp Nhìn qua khuôn cửa hẹp Hình như đã hết mưa Mưa bóng mây Nhanh đến, nhanh đi Anh vẫn cười Rồi trồm người qua bàn Nắm lấy tay chị Thì thầm mày mà em không nhìn lên Chứ nếu nhìn Em sẽ không thủ tiết với anh Chị sững ra Hai cánh mũi động đậy Dưới môi Vài hạt mồ hôi lấm tấm như hơi nước Một thằng Rất ấn tượng Mình đặt tên cho việc đó là mưa bóng mây nhé Chị gật lia lịa và cười Hai người cười khùng khục, rồi rót rượu từ chiếc bình già cổ rất khéo, ra hai chiếc chén hạt mít. Nguội rồi, hâm lại nhé. Có một chiếc mõ gỗ, chị gõ nhẹ vào đó ba tiếng. Con gái mười sáu cụm cựa xuất hiện như vị thần, chui từ chiếc đèn ra. Cười, răng đều óng óng, như những hạt ngô. Chị dơ bình, Cô bé gật nhẹ đón lấy và biến vào cây đèn, rồi thoát cái quay lại. Hồi hộp, bà nấu rượu, hẹn chiều mai cháu sang đèo 10 lít rượu cúc về. Bà ấy hỏi thăm cô chú. Cháu bảo cô chú vẫn vậy, tốc độ uống có tăng. Nó tít mắt cười, môi gợn đỏ như vẽ, mỏng mọng. Anh chờ thóm hình, Chú cháu mình có duyên với rượu Cúc Chị đang ngồi khề khà Chợt cười Cười mãi không dừng được Con gái 16 mắt tròn xoe Chờ đợi Có một thằng bán thịt chó Hứng tình muốn đổi rượu cho khách thập phương Thay vì can 20 lít rượu sắn Lại tập tọng chèn thêm bình rượu cúc Lần thứ nhất Đang phơi phới một mình một đường Tự dưng thấy trời xanh mây trắng Nắng vàng, huyết sáo vàng Thế là chẹt ngay vào hòn sỏi chỉ một hòn sỏi thôi Anh cười mắt long lánh nước Thế là quay lơ Tất cả nguyên si Vỡ độc bình rượu cúc Hương nó bay Say hết bọn đi đường Lần sau rút kinh nghiệm Nó buộc chặt bình rượu Quyết về chơi trội Hơn phân cả dãy thịt chó rượu sắn Bằng hương rượu cúc Đang phơi phới tránh sỏi Thì ôi trời ơi Mọc ngay một bà già Ngà nghiêng hiện ra từ con đường tắt Thế là lao thẳng cả người Xe, rượu sắn, rượu cúc xuống ruộng Lại tất cả còn nguyên Độc bình rượu cúc Vẫn buộc sau xe Đập ngay vào một tảng đá Mày nằm chạy đi một tí Có phải đỡ vỡ bình rượu của ông không Con gái 16 Mắt chữ Y, mồm chữ O Hỏi Thế có lần thứ ba không chú Lần thứ ba Thì chính bà ủ rượu không bán nữa Có tiền cũng không bán rượu cúc chọn người uống chứ người uống không chọn được rượu cúc đến khi cô chú dắt cháu sang giới thiệu cháu cũng có duyên đây là tiền hàng tiền chợ mẹ dặn bác ấy rồi con cứ thoải mái đừng lo lắng có phải bán hàng lúc nào cũng lãi miễn không lỗ là được mẹ bốn mươi cười miệng rộng răng trắng đều ngà ngọc mắt nâu ướt nước nhìn kỹ mới thấy vài sợi chỉ xiên xiên đuôi mắt con mười sáu cười ngắn hơn mặt căng bóng gật gật đầu trêu mẹ hết đồ nhắm cho khách uống rượu sách mẹ bốn mươi tắt cười lắc đầu lo lắng khách say khướt nhà có hai bác cháu làm thế nào còn mười sáu lần này cười phá lên nhà có hai buồng cho khách ngủ lại càng vui Mẹ bốn mươi lắc đầu Không được, họ coi thường mẹ con mình dễ Còn mười sáu bớt cười Dễ hay không ở mình Mình hiểu mình là đủ Cần gì ai hả mẹ Mẹ bốn mươi đứng lên Bò lại trong khoảng trống mùi nước hoa Loáng thoáng Quyến rũ nôn nao Đi biến vào trong gian phòng nhỏ Quanh năm ấm nồng nàn các mùi hương Nước hoa Kem dưỡng ra toàn thân Phấn sáp và hương rượu nồng nàn người đàn bà chờ một hạnh phúc đến muộn cái gì muộn cũng ngọt ngào giá trị vì người ta hiểu nó hiếm hoi và khó giữ thế nào còn mời sáu đến đằng sau thôi cười xa vắng mẹ lại đi lúc chín giờ à hà nội cuối đông đêm xuống mù sương tất cả như lấp ló sau một tấm loan mỏng che khuôn mặt hồi hộp xinh đẹp đã hóa trang kỹ của cô dâu chuẩn bị về nhà chồng lần nào cũng thế chị ngồi bên cửa sổ ô tô ghế sau trong một chiếc xe to và dài người lái xe quá hiểu vị khách độc nhất vô nhị của mình muốn gì bản nhạc xưa cũ một thời nào đó rất đông người thích rồi dần dần chỉ còn những ai gắn nó cùng kỷ niệm là nghe lại Đi chậm Không một ánh đèn Dù chỉ nhỏ như một vì sao rụng Cứ đến phà khoảng 12 giờ đêm là được Hai bên đường làng xóm cũ kỹ Nếu không có tiếng chó sủa vu vơ Không ra đuôi trộn Cũng chẳng vì chán đời Do trăng sáng quá Biết là có một điều gì đó xảy ra xung quanh mình Nhưng chót sinh vào kiếp con vật nên chỉ biết ngóng cổ lên cao, Ngựa mặt cảm hứng mà sủa. Tất cả như trong một hạt thóc hồng lồ được tưới bởi một dòng suối trăng bất tận. Không biết mùa đông, khách vắng, pha có chạy cả đêm. Lái xe đột ngột hỏi, lại như than thở tự hỏi mình. Chị chợt bứt mình ra khỏi dòng sông trăng, cũng chẳng trả lời, chẳng ra tự hỏi. Có khi, pha chỉ chạy đêm mùa du lịch, gọi mãi, ngủ say mấy cũng dậy. Rồi họ lại chui vào hạt thóc mù sương. Mỗi ngày, em phải ăn một con cua bể, hai sắt cá thu và ba con tôm để bé về sau vừa khỏe mạnh vừa thông minh. Anh có muốn em hét lên cho cả làng trai này biết đàn ông miền biển bắt nạt vợ thế nào không? Giời ơi Bắt ăn chứ không phải bắt nạt Em ăn hộ bố con anh Mai kia em bé tự ăn được Anh để em chết đói Lúc đấy lại trả cướp của bố con tôi Chị hơi cười Và lại nhìn ra tấm khăn voan Có nhà ai đốt giả Rất xa nhưng theo gió Rất xa nhưng theo gió Khói nồng ấm Lan lan về Chui vào cửa ô tô như chứng minh rằng Vẫn còn người thức mãi mãi trong sương, trong khói, trong hôn hút, đường dài. Bến phà hiện ra, nước trôi lừ lừ vài cụm bèo dạt về cuối dòng, dưới tấm khoan trắng trải rộng. Im lặng, họ cùng mở cửa ra ngoài, gió biển mặn thốc vào mặt. Có mùi tanh, mùi mặn, mùi mát. Chị dùng mình, như tiếng Anh lại gõ đằng sau. Tiếng còi ô tô và những pha đèn bật sáng dọi sang bờ bên. Rồi một ánh đèn pha sáng chói gắt từ bên đó, quét thẳng vào chị. Tiếng khởi động phành phạch của chiếc phà nhỏ làm ăn nước vàng rực vỡ tung. Mai, tôi vào nhà thờ chịu lễ. Anh cứ đi chơi. Gạo, cá, mắm, mẹ chồng tôi chuẩn bị hết rồi. Anh đừng mua. Vâng, sáng sớm tôi sẽ mua chục cân riêu tươi, mang về làm mắm. Vâng Biển mờ rộng toang trước mặt Không thấy trăng đâu Nhưng biển rất sáng Chị quàng thêm chiếc khăn len xanh thấm Và đứng nhìn Biển lần nào cũng mới Đằng sau những con sóng kia Luôn là những gì bí ẩn Vừa háo hức mời gọi Hãy đến đây với tôi Lại giống một cánh cửa bí hiểm Lạnh lùng đến tàn nhẫn Và tiếng gầm gờ Mì đã vào cửa nhà ta mí sẽ không về được chị lại nói như cho mình như với người lái xe đang ngất ngây năm nào cũng có người không về anh lái xe chuyên cho thứ trưởng một bộ kinh doanh mặt hàng không bao giờ lo ế từ ngày quen vị khách đặc biệt sau một chuyến xếp vắng vợ ốm vác xe đi đánh quà lấy tiền về tiếp đạn cho vợ bỗng thấy cuộc sống thật rộng lớn mà có lúc anh tưởng không ai biết nhiều chuyện ở nhiều nơi bằng mình bỗng hiểu là mình cần khám phá nó nhiều hơn vì suy cho cùng cuộc sống vẫn thế chỉ khác là ở những kiếp người năm nay là năm thứ chín nhanh nhỉ hàng trăm lần tôi đến đây từ ngày yêu anh ấy rồi anh ấy đi mãi không về mẹ bốn mươi thở dài đứng thẳng người vươn ra biển Trần Quê hôm nay vắng khách. Cuối năm, ai cũng bận, hiếm thời gian dành cho rượu. Con gái 16 sung sướng, đứng bơm rượu từ những chiếc bình to ra những chai con. Nói với một bác rất già nhưng mắt lại sáng hấp hái. May quá, ít khách, bác cho mình đỡ chạy. Đúng là mẹ con nghệ sĩ, bán hàng lại mong ít khách, không cần lãi. Trong góc khuất, cạnh vuông cửa sổ nhỏ, Hôm nay chỉ có một mình anh. Trời tối sầm. Đi ngoài đường còn âm u nữa là chui vào góc. Cái hốc hàng nhỏ bé hôm nay thật lạnh. Hai bát, hai đũa, một đĩa lạc, vài ngọn rau thơm, một đĩa dưa góp. Bình rượu thứ ba. Con gái mười sáu vào, không te tuét như những hôm có chị nó bỗng đàm thắm tế nhị và rơi ạ à, thật đúng lúc đúng chỗ anh chợt hiểu đấy vừa là văn hóa vừa là bẩm sinh của một cô gái con những người tử tế nhà hôm nay vắng nhỉ chú không thấy mẹ cháu mẹ cháu ra biển ngày mai đi lễ cùng bà nội anh nhìn nó hơi nhún vai cô lại đi công tác à anh lắc đầu, dốc ngược bình rượu. Còn vừa sinh một chén hạt mít. Ấm nóng, thơm tho. Cô ấy bận một thời gian. Con gái mười sáu đứng lên, đi ra, hông nở, huých cái bàn tre cũ. Cháu đi lấy rượu cho chú, vừa nóng rồi. Anh không kịp bảo thôi, đừng lấy nữa. Mọi hôm, cả cô cũng ba bình, mà chú uống đồ bằng cô không cô rượu uống nhiều vẫn tỉnh nhưng buồn có cô rượu uống ít mà say chánh choáng lại vui thôi chú không uống nữa đâu cháu ơi đừng hâm nóng mùi cúc quá nồng nàn làm chú vất vưởng ở đây về rồi không biết đi đâu khổ thân chú lắm cháu ơi con gái mười sáu vào một bình ấm nóng trên chiếc khay nhỏ lần này thêm một chén hạt mít anh nhướng mắt lên mình không say nhưng sao mí mắt lại nặng nặng nhiều câu định nói đầy trong đầu nhưng sao không thể phát ra thành lời thế này mặt con gái mười sáu long lanh cháu uống với chú cháu uống được hai chén này rồi anh cười định bảo cháu ơi già nghiện như chú còn hối không kịp nữa là phơi phới như cháu việc gì phải vội thế rượu chỉ ngon khi có bạn hiền chưa chắc cứ giúp đỡ nhau được lúc khó khăn mới là bạn hiền giúp khác mà cần có nhau những lúc cô đơn lại khác chưa kịp nói gì thì cháu đã một và chú cũng một cả hai cùng dốc ngược chén cuối cùng chú tóm lại một câu thật cũ rượu ngon phải có bạn hiền cháu miệng gọn răng đều tăm tắp cười lưỡi nhỏ và hồng như lưỡi mèo lếm chén rượu đầy sánh như mật cháu bảo cháu biết nếm tất cả các loại rượu phân biệt được bình nào đến độ bình nào chưa cháu bảo mai này yêu ai cháu cũng dù người ấy uống rượu giống cô chú không thì người say người tình nhạt lắm chú cứ định ngăn lại những điều chú thấy cháu không nên nghĩ thế nói thế nhưng lưỡi chú hôm nay bứ quá cứ đớ ra không mềm mại như cái lưỡi bé xíu của cháu già dạ, chán thật rồi chú cười cháu cười bày binh rượu cốc dốc ngược cháu bảo mai mẹ về mang nhiều con ở biển con nào nhắm với rượu cũng ngon chú đến sớm cháu bày vẽ ra cả nhà mình cùng chén Cháu lại kể, từ ngày cô chú tặng mẹ con bình rượu cúc, rồi dắt đi đặt người nấu thường xuyên cho chân quê. Mẹ ước, lúc nào kiếm được tí đất, chỉ trông hoa cúc. Ngoài kia, một bác rất già, mắt sáng, phục vụ khách, bày biện các đĩa, có vài vụ, nhưng đầy, lại chịu khó cười duyên. Khách vui, chú cũng tít, bắt đầu những ngày mưa rầm rề sau những ngày hanh hao lê thê. Trần quê lại đông khách, trời đất ủ ê buồn nản, may còn có rượu kích thích. Mẹ 40 sắp sang 41, hơn có một tuổi nhưng lại ngoặt sang một chặng đường khác đầy bất trắc và mù mờ, không thể định trước, ngày mai, ngày kia ra sao. Trước ai hỏi, con 16 đùa, mẹ cháu đầu ba, đuôi vô tư. Bây giờ thì nhót một cái, thành đầu bốn đuôi bất tận. đuôi không quan trọng như đầu mẹ bốn mốt vẫn đẹp vẫn giòn cạnh con gái mười bảy bè gãy sừng trâu không có trâu cho con gái bè sừng chỉ thấy con đi lại xem ra tăng phần mạnh mẽ giảm độ gợi cảm lắm khi xô vào bàn đồ gà gái rượu thế mà khách không mắng lại còn cười thiếu nữ rồi mỗi tội lật đật trẻ con khách quen dắt theo khách lạ khách lạ đến ngồi nhắc chuyện khách quen giờ đi đâu về đâu mẹ bốn mốt con mười bảy xem ra hài lòng với chân quê xinh xắn ấm nồng hương vị rượu và đàn bà con gái mặc kệ chiến tranh bên xứ đạo hồi mặc kệ khủng bố ngoài việc suýt xoa thương những người tài nhất thế giới tư bản chết trong tòa tháp đôi mặc kệ ngoài kia chỉ còn la đương khi về đêm Ngày là chỗ trú chân của dân tứ chiếu Kệ tất tật Rượu đầy sóng sánh Rượu thơm nồng nàn Người đến kè đi Đều tay tay vui vui nhìn nhau như người thân Suốt từ trưa Chị ngồi nâng lên hạ xuống tỉ tỉ Con gái mười bảy chẹp chẹp miệng Trông cô uống ngon Như uống mật ngọt Chị cười Ngọt hơn cả mật Con gái à Con gái mười bảy lại hỏi Chuối ở tận bên kia trái đất, không hiểu có rượu cúc mà uống không. Chị cười đậm đà, mắt lên men. Kể cả có thì cũng không phải rượu cúc của mình. Con gái 17 gật gù, mặt thoát ra trước tuổi. Rượu ngon phải có bạn hiền. Chú năm ngoái, lúc ngồi một mình đúng chỗ cô ngồi, uống bảo cháu thế. Chị trượt lặng đi, hai mắt hình như có nước vai xuôi xuôi cam chịu mới đấy thôi đã một năm hồi ấy cô đi biệt phái sáu tháng nghề nhà báo của cô thích nhỉ được đi khắp nơi chưa kịp chán thì đã về nhiều khi cuộc sống trôi được là nhờ cảm xúc và cảm giác sau này bằng cô cháu sẽ hiểu thỉnh thoảng cháu cũng thấy vậy không biết sang bên đó chú có thích viết văn con gái mười bảy mơ màng mặt chị như có hơi xương văn trường là thứ mà chú ấy không bò được con gái mười bảy chợt trồm người lên thì thào mẹ cháu sắp lấy chồng chị sững mặt bỗng thấy không bị màng nước mắt ký ức kéo sập che đi như nãy hỏi bác ấy cũng người vùng biển à bà nội cháu khen bác ấy tốt thật thà người vùng biển nào cũng thật thà cháu nghĩ sao về chuyện này tốt chứ cô cứ cái gì làm mẹ bớt khổ là cháu thích từ bé đến giờ cháu chưa thấy lúc nào mẹ vui hẳn chỉ hơi vui vui thôi chị thở dài một hơi rất dài như thể hơi thở được dồn nén quá chật rồi sau đó thế nào mẹ sẽ về hải thịnh mẹ muốn ở gần bà nội sau đó thế nào? Con gái mười bảy cười, răng trắng ngà ngọc, nhún vai lắc đầu. Chỉ mới tính được đến thế thôi cô ạ. Con cháu và em chân quê này. Cháu ở đây với bác có sao đâu cô, cháu quen rồi. Chị lại thở dài. Hơi ở đâu mà lắm thế, Thờ lần nào cũng dài ơi là dài. Cha ra hỏi cũng không phải nói chuyện chị lầu bầu mãi thế này làm sao có tương lai con gái mời bày đã đứng lên biến đi từ lúc nào còn lại chị còn lại chị trong bóng tối quá đậm của một buổi chiều muộn cuối đông đèn không bật ngoài kia ô cửa sổ vàng vàng có tiếng hát karaoke thỉnh thoảng theo gió tạt vào một bài hát lời Việt nhạc hoa đang là loại nhạc của số đông quyến luyến. Chẳng nhẽ cứ ngồi mãi đây, thật là một chuyện kết thúc không tiền khoáng hậu. Con bé lại vào, chị nhận ra không phải là vì cái dáng núng này thiếu nữ đi đâu va đấy của cô, mà là hương rượu, ấm nóng ngọt ngào. Con gái ơi, cô có một mình có cho cô về không? Con gái mười bảy giọng hơi đinh lại. Chú bảo cô chỉ say khi uống cùng chú, chú cũng chỉ say khi ngồi với cô. Còn uống một mình, không ai say hết. Rồi lặng đi, giọng khề khà. Uống đi cô, cô vừa bảo lâu lắm rồi, cô mới lại đến đây. Hôm nay, sinh nhật con gái. Bây giờ con gái 19 và mẹ 43. Khách đến chân quê, mẹ con mời rượu miễn phí. Người quen dắt theo người lạ. Vào đến nhà là vui và thành người thân tất. Ban ghế không đủ thì ngồi xuống đất. Uống càng phê. Một số khách bảo sao không kê thêm bàn vào chỗ góc quất, gần cửa sổ. Con gái 19 lắc đầu. Bảo chỗ đó, cháu còn kê bàn làm việc Mọi người hỏi con gái làm việc gì, con gái 19 bảo, cháu ngồi viết văn. Nghe đến thế, không ai dám đòi, vì tuy chẳng hiểu ngồi viết văn thực sự là thế nào, nhưng ai trong đời cũng từng thích một câu chuyện nào đó, đọc và nhớ rất lâu. Nếu không có những người viết ra những câu chuyện đó, họ lấy gì mà đọc? Tóm lại, cháu viết được văn là quý, và phải có một góc ngồi riêng là đúng rồi. Mẹ 43 sau khi đợi con 19 tuổi nến Bánh gà tô Đợi người chồng mới hiền lành trung thực Ít nói Nhưng hệ cứ nói là ông ông như đang ngoài bãi biển Chỗ đông người Bừng chung rượu cần đặc sánh Mời khách lạ khách quen Mỗi người một hít Tuyên bố Con gái nay là chủ chân quê Các khách quý Hãy coi quán như nơi dừng chân Tìm chỗ để xua đi cái khó chịu Rồi chỉ trong chốc lát Mẹ bốn ba đẹp đằm thắm có sổ người hơn một chút càng mỡ màng ôm con gái mười chín má hồng hây hây và bảo con nói gì với mọi người đi chứ con gái mười chín cười cười nụ cười say như men cháu còn bé không biết nói gì trước là cảm ơn tất cả các tiểu khách sau con xin tuyên bố được đổi tên Trần Quê thành Diệu Cúc rồi cần trọng bưng chiếc khay có bình rượu cúc nóng cùng ba chiếc chén hạt mít về phía bàn làm việc. Con gái 19 rót không giọt ra miệng bình giọt nào, Xâm xấp ba chén và cụm vào nhau. Hơi lặng đi một chút, nhìn những quyền chuyện của anh, chiếc bút kỳ vật của anh tặng. Chị mang làm kỷ niệm hôm cuối cùng chị đến, đề cả nhà vào Nam. Cái miệng xinh lẩm bẩm nhại giọng chị. Cạn nào! Con gái mười chín uống lần lượt ba chén rượu. Tấm biển chân quê được gỡ xuống. Ông bố dường ít lời, nhưng chất lượng âm thanh tuyệt hảo, treo leo cùng bà bác mắt sáng, treo tặng cô con gái riêng của vợ tấm biển mới. Trên một nền những bông cúc vàng nhảy múa, một chữ rượu. Nhiều năm sau, khách lạ, khách quen đến quán rượu cúc. Uống rượu gì thì uống, ăn gì thì ăn muốn ngồi đến lúc nào cũng được nhưng khi về bao giờ cũng được cô nhà văn chủ quán hông nở miệng xinh mời tráng miệng một chén rượu cúc ấm ấm mềm mại và đậm đà mật ngọt như thể dòng mật đó âm thầm triền miên chảy trong lòng đất và thấm đẫm vào những cánh rừng hoa cúc